Chào bạn, mình là Ngọc Hoa, là người quản lý siêu thị Hàn Quốc Cora Shop 24 giờ. Với 8 năm kinh nghiệm cung cấp các sản phẩm Hàn Quốc tới tay người tiêu dùng, nên Cora Shop 24 giờ luôn luôn chọn ra những sản phẩm chất lượng nhất để đem tới tay người tiêu dùng Việt Nam nhằm đảm bảo cũng cải thiện cũng như bảo vệ sức khỏe của bạn hay chính gia đình bạn. Và như các bạn cũng đã thấy thì ngày nay những người mắc bệnh tim mạch rất là nhiều Không chỉ ở lứa tuổi cao niên mà ngay cả chỉ ở lứa tuổi trung niên cũng đã bị mắc bệnh tim mạch Các chứng bệnh không chỉ đơn giản như huyết áp cao, thiếu máu não hay rối loạn tiền đình Mà nó còn nguy hiểm hơn đó chính là tai biến và đột quỵ Vậy làm cách nào để chúng ta có thể giảm thiểu tối đa nguy cơ chúng ta mắc bệnh tim mạch? Thì hôm nay Cura Shop 24 giờ cũng như Ngọc Hoa sẽ giới thiệu với các bạn dòng sản phẩm viên tinh dầu cá hồi omega 3 Vâng, tại vì sao mà Ngọc Hoa lại nói rằng viên tinh dầu cá hồi omega 3 có thể điều trị cho các bạn và ngăn ngừa um, các bệnh về tim mạch Bởi omega 3 chính là một axit béo thiết yếu rất quan trọng trong cơ thể của chúng ta Trong omega 3 có rất nhiều DHA và EPA DHA là một trong những thành phần cấu tạo nên màng tế bào thần kinh ở não và ngoài ra nó còn giúp chúng ta cải thiện thị lực. Còn EPA nó chính là thành phần để sản xuất ra prostaglandin trong máu. Loại prostaglandin này sẽ giúp chúng ta ức chế các tiểu cầu gây ra chứng huyết khối. Và theo hiệp hội tim mạch Hoa Kỳ thì mỗi một người nên sử dụng 1000 mg omega 3 mỗi ngày để giảm thiểu cũng như ngăn ngừa các bệnh nguy cơ về tim mạch. Vậy thì Uh, viên tinh dầu cá hồi Omega 3 này sẽ có tác dụng như thế nào đối với sức khỏe của các bạn thì sau đây Ngọc Hoa sẽ giới thiệu cho các bạn nghe toàn bộ công dụng của viên tinh dầu cá hồi Omega 3 nhé Điều đầu tiên phải nói đến là theo như uh, Hiệp hội Tim Mạch của Hoa Kỳ khi chúng ta sử dụng viên tinh dầu cá hồi Omega 3 sẽ giúp chúng ta giảm thiểu tối đa các nguy cơ về bệnh tim mạch uh, giúp chúng ta chống lại sơ vữa động mạch vành Thứ hai nữa là đối với trẻ nhỏ đúng không ạ? Các em đang ở trong độ tuổi học đường. Chương trình học thì quá nặng lên nên dẫn đến là các em liên tục phải học trong cường độ cao. Dẫn đến là lúc nào các em cũng sẽ căng thẳng, mắt sẽ hay bị mỏi. Và trong viên tinh dầu cá hồi omega 3 thì nó là một thành phần chủ yếu để cấu thành nên võng mạc mắt Giúp chống lại chứng mỏi mắt, làm sáng mắt và chống khô mắt Chính vì vậy nên khi các em đang ở trong độ tuổi học đường Nếu chúng ta cho các con sử dụng viên tinh dầu cá hồi omega 3 thường xuyên Sẽ giúp thị lực của các con tăng cường hơn và giảm chứng cận thị học đường ạ à. Còn đối với người lớn tuổi thì nó sẽ là giảm chứng loạn thị của người cao tuổi Đặc biệt là chị em phụ nữ chúng ta thì ai cũng muốn có một làn da đẹp và một vóc dáng rất là thon gọn đúng không ạ? Vậy thì um, Hoa khuyên chị em phụ nữ nên sử dụng viên tinh dầu cá hồi Omega 3 Bởi khi các bạn sử dụng viên tinh dầu cá hồi Omega 3 là các bạn đang sở hữu một biện pháp chống lão hóa bằng tự nhiên mà không cần đến bất kỳ một khâu phẫu thuật thẩm mỹ hay là một dụng cụ gì tác động lên da của các bạn Viên tinh dầu cáo hồ omega 3 sẽ giúp các bạn làm sáng bóng làn da và chống lại hiện tượng khô da và các mùa hanh nẻ. Như các bạn cũng thấy là nếu như mà vào mùa đông hay là thời tiết giao mùa thu đông chẳng hạn Uh, những cơn gió sẽ làm trời tiết hanh nẻ dẫn đến là người chúng ta da, da mặt chúng ta sẽ bị khô bong chóc vậy thì chúng ta nên sử dụng viên tinh dầu cá hồi omega 3 bởi nó cân bằng độ ẩm của da nên chúng ta sẽ hoàn toàn không bị khô chóc có một làn da đẹp chính là bí quyết để chúng ta kéo dài tuổi thanh xuân cho chúng ta vâng và đặc biệt là đối với những ai mà đang làm việc trong giới văn phòng chúng ta thường xuyên phải làm việc với cường độ cao lao động trí óc rất là nhiều và làm việc trong môi trường bị áp lực lớn dẫn đến là chúng ta sẽ thường xuyên quên quên nhớ nhớ người ta hay gọi là uh, cái bệnh uh, đãng trí không lý do đấy ạ. Vâng, thế thì khi chúng ta sử dụng viên tinh dầu cá hồi omega 3 nhờ thành phần DHA là một trong những thành phần chính cấu tạo nên màng tế bào thần kinh ở não nên uh, nó sẽ điều trị chứng suy giảm trí nhớ và chứng Đãng trí không lý do cho những người mà thường xuyên phải làm việc căng thẳng mệt mỏi. Uh, đặc biệt là đối với trẻ nhỏ thì sẽ giúp kích thích hoạt động của não bộ tại trẻ của trẻ nhỏ nên giúp các em có thể tập trung học tập tốt hơn ạ. Và đối với những người lớn tuổi khi các bác sử dụng viên tinh dầu cá hồi omega 3 thì sẽ giúp cho chúng ta ngủ tốt hơn, giảm thiểu cái chứng mất ngủ, gây đau đầu và mệt mỏi, suy nhược thần kinh cho chúng ta, giúp chúng ta ngủ tốt hơn và ngủ sâu hơn. Vâng, và đấy là toàn bộ những công dụng của viên tinh dầu cá hồi omega 3 mà Ngọc Hoa vừa mới giới thiệu cho các bạn nghe. Vậy thì chúng ta phải sử dụng viên tinh dầu cá hồi omega 3 như thế nào cho chính xác nhất thì hãy cùng nghe Ngọc Hoa giới thiệu nhé. Vâng thưa các bạn, đây chính là hộp viên tinh dầu cá hồi của chúng ta. Các bạn có thể nhìn thấy đây ngay ban đầu biểu tượng đã có thành phần EPA cũng như DHA và hình chú cá hồi thì ở giữa núi à, có hình lá cờ của Canada vì đây là sản phẩm được sản xuất bởi Canada nhé các bạn nhé. Made in Canada. Bạn có thể nhìn thấy đây chính là mã vạch này. Và các bạn sẽ nhìn thấy trọng lượng của nó là 1001mg cho 300 viên Mỗi một viên này sẽ là 1001mg nhé Và trong đó thì các bạn sẽ nhìn thấy toàn bộ thành phần của uh, viên tinh dầu cá hồi uh, Với hàm lượng là 1001mg thì trong đó đã có chứa tới 420mg EPA và 280mg DHA Tổng trọng lượng của hai thành phần chính này đã là 700mg rồi Đấy, sang bên này các bạn cũng sẽ nhìn thấy toàn bộ về uh, thông số của viên tinh dầu cá hồi uh, Omega 3 Bây giờ Ngọc Hoa sẽ cùng bóc cái sản phẩm này ra này Bên trong chúng ta sẽ là một lọ như thế này ạ Và nó sẽ được uh, niêm phong chặt như thế này Và các bạn sẽ nhìn thấy là Made in Canada này Có lô sản xuất và hạn sử dụng này À các bạn cũng nhìn thấy mã vạch ở đây này. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ bóc nó ra nhé. Nó được uh, đóng gói rất là kín. À đây đây bạn sẽ nhìn thấy một một cái đường chia này. Sau khi bóc xong này, các bạn nhìn này ở đây này. Chúng ta phải ấn và nắp xong rồi chúng ta mới xoáy nhá. Ấn vào này. Xong rồi xoáy ra này. Đấy. Đây sau đó chúng ta bóc Ngọc Hoa sẽ bóc ra cho các bạn xem bên trong nó trông như nào ta sẽ lấy viên cá hồi ra cho các bạn xem nhé đây chính là viên tinh dầu cá hồi omega 3 của chúng ta các bạn có thể nhìn thấy độ trong của viên tinh dầu cá hồi omega 3 và mỗi một ngày chúng ta sẽ sử dụng hai lần mỗi lần một viên tinh dầu cá hồi omega 3 này và chúng ta sẽ uống sau ăn các bạn nhé như thế thì sẽ tốt hơn cho sức khỏe của chúng ta Vâng, về là Ngọc Hoa vừa mới giới thiệu cho các bạn nghe toàn bộ công dụng cũng như là hướng dẫn các bạn cách sử dụng viên tinh dầu cá hồi Omega 3. Với phương châm của chúng tôi, chất lượng là uy tín nên Cora Shop 24 giờ luôn luôn chọn ra những sản phẩm chất lượng nhất từ những nhà cung cấp uy tín nhất tại đất nước Hàn Quốc để đem tới tay người tiêu dùng Việt Nam nhằm đảm bảo bảo vệ cũng như cải thiện sức khỏe của bạn hay chính người thân trong gia đình bạn. Điều đó đã tạo nên uy tín của Cola 24 giờ suốt 8 năm qua trên thị trường Việt Nam. Và với uy tín của Cola 24 giờ thì chúng tôi luôn luôn có những chính sách và cam kết cho khách hàng. Điều đầu tiên đấy là khi các bạn đặt hàng tại siêu thị Hàn Quốc của Shop 24 giờ, các bạn sẽ nhận được hàng một cách nhanh chóng. Nếu như bạn đang sống tại nội thành Hà Nội thì bạn sẽ nhận được hàng trong vòng 24 giờ kể từ lúc bạn đặt hàng, tức là một ngày làm việc. Còn nếu như bạn đang ở ngoại thành Hà Nội thì bạn sẽ nhận được hàng trong vòng từ 2 đến 4 ngày kể từ lúc bạn đặt hàng và tại Cora Shop 24 giờ thì luôn luôn có đội ngũ chuyên viên tư vấn tận tâm tận tình. Chúng tôi có thể tư vấn cho các bạn 24 trên 24 không chỉ là về sản phẩm viên tinh dầu cá hồi Omega 3 của Hàn Quốc mà còn về rất nhiều các điều khác nữa như là về chế độ dinh dưỡng, về tập luyện cho làm như thế nào để phù hợp với tình hình sức khỏe hiện tại của các bạn. À, và điều thứ ba đấy là Trước khi bạn thanh toán tiền thì bạn được phép kiểm tra hàng rồi mới phải thanh toán tiền. Điều thứ tư đấy là Cora Shop 24 giờ luôn luôn cam kết với khách hàng trong vòng 7 ngày kể từ lúc bạn nhận được hàng. Kể cả bạn đã bóc ra sử dụng rồi và bạn phát hiện ra hàng của bạn nhận được không đúng với những gì video mà Ngọc Hoa đang nói thì bạn hoàn toàn được hoàn trả hàng và bồi thường ngay lập tức. Và Ngọc Hoa xin nhắc lại là trong vòng 7 ngày kể từ lúc bạn nhận được hàng, nếu như bạn đã bóc ra sử dụng rồi mà bạn phát hiện ra hàng của mình nhận được không đúng với những gì video mà Ngọc Hoa đang nói thì bạn lập tức được bồi thường cũng như là hoàn trả hàng ngay lập tức. Vâng, vậy làm thế nào để chúng ta có thể sở hữu trong mình một hộp viên tinh dầu cá hồi omega 3 đây ạ? Thì Ngọc Hoa sẽ hướng dẫn cho các bạn ba cách đơn giản sau. Cách thứ nhất là các bạn hãy gọi điện ngay theo số hotline 0979149256. Ngọc Hoa sẽ tư vấn cho các bạn tất cả về viên tinh dầu cá hồi omega 3 cũng như là chế độ dinh dưỡng và tập luyện như thế nào để phù hợp nhất với tình hình sức khỏe và công việc hiện tại của bạn. Cách thứ hai là các bạn hãy kéo xuống phần mô tả phía dưới video, kích vào đường link ở trong phần mô tả bạn sẽ truy cập được ngay vào website corashop24h.com. Tại đó bạn hãy đặt mua hàng ngay tại trên website corashop24h.com. Cách thứ ba là các bạn hãy qua ngay siêu thị Hàn Quốc Corashop 24 giờ tại Hà Nội để nhận được nhiều phần quà cũng như các chương trình ưu đãi đặc biệt khác. Vâng, vậy là chỉ với 3 cách đơn giản như vậy thôi là bạn đã sở hữu trong mình một sản phẩm viên tinh dầu cá hồi Omega 3 không chỉ giúp ích cho chính bạn mà còn cho người thân của gia đình bạn và cho những đứa con thân yêu của mình nữa. Ngọc Hoa cảm ơn các bạn đã theo dõi video và hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Ngọc Hoa xin kính chúc bạn cùng toàn thể gia đình có thật nhiều sức khỏe và cuộc sống bình an. Để tìm hiểu thêm về các sản phẩm của Hàn Quốc tốt cho sức khỏe khác, các bạn hãy ấn vào các video phía bên phải của Ngọc Hoa. Nhớ đừng quên ấn vào nút đăng ký kèm theo quả chuông nhỏ để nhận được những thông báo mới nhất từ siêu thị Hàn Quốc Cora Shop 24h. Cảm ơn các bạn đã đăng ký kênh Cora Shop 24h.